hân hạnh giới thiệu đến quý vị năm thức tập đơn giản của Tây Tạng. Và đây là bộ băng duy nhất đã cung cấp cho chúng ta một thông tin vô giá về năm phương pháp thể dục của Tây Tạng xưa kia. Năm phương pháp này chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực. Từ hàng ngàn năm qua, những bài tập này đã trở thành những nghi thức thần kỳ được giữ kín trong các tu viện ẩn náu trên dãy Kỳ Mã Lạp Sơn. Thân thể con người có 7 trung tâm năng lực. Người Tây Phương gọi đó là những điểm xoáy, trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể trông thấy, nhưng 7 luân xa này là những điện trường cực mạnh và chúng hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể, và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan động tạng và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa. Luân xa đầu tiên hay luân xa ở thấp nhất tập trung ở tuyến sinh dục. Luân xa thứ hai tập trung ở tuyến tụy trong vùng bụng. Luân xa thứ ba đóng tại tuyến thượng thận trong vùng đám đối dương, tức là mạng dây thần kinh ở bụng. Luân xa thứ tư đóng tại tuyến ức ở vùng ngực. Luân xa thứ năm đóng ở tuyến giáp trạc nơi cổ. Luân xa thứ sáu đóng ở tuyến tụy tại đáy sâu của não. Và luân xa thứ bảy, luân xa đóng ở cao nhất tập trung tại tuyến yên nơi đáy trước. Trong một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, hoạt động của những luân xa này thật là mãnh liệt, giúp cho prana, sinh lực chủ yếu của sự sống, hay còn được gọi là sinh lực, được trôi chảy qua các tuyến nội tiết. Nhưng nếu sự hoạt động của một hay nhiều luân xa đó bị trì trệ, thì dòng sinh lực của sự sống bị cản trở hoặc bế tắc, và như thế đưa đến bệnh hoạn và già nua. Với một người khỏe mạnh thì những luân xa đó làm lan tỏa sinh lực ra đến tận làn da bên ngoài. Ngược lại, với một cơ thể già nua bệnh hoạn thì những luân xa này hầu như không thể đẩy sinh lực lên đến bề mặt của thân. Vì thế, cách thức nhanh nhất để giành lại sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực là làm sao để cho những luân xa này hoạt động được bình thường trở lại. Để đạt đến mục đích này, chúng ta có 5 bài tập sau đây. Mỗi một trong 5 bài này từ nó đã rất hữu ích cho bạn. Nhưng nếu muốn có được những kết quả tối ưu thì quý bạn không nên bỏ sót một bài nào. Ở Hy Mã Lạp Sơn, các Lạt Ma gọi chúng là những thức. Vì thế, ở đây chúng tôi cũng muốn dùng lại danh từ đó. Những trung tâm năng lực này là những chuyển động xoáy cực nhanh. Khi tất cả đều xoáy với một tốc độ cực nhanh như thế thì cơ thể đang ở trong trạng thái toàn hảo. Khi có một hoặc nhiều luân xa bị chặn lại thì tuổi già và suy thoái bắt đầu tiến trình xâm thực. Thức tập thứ nhất. Thức tập này là một phương pháp tập rất đơn giản, mục đích cấp kỳ là làm cho các luân xa xoáy nhanh trở lại. Khi bạn thường bắt gặp động tác này ở những trẻ em khi chúng chơi đùa. Trong thức thứ nhất này, tất cả những gì mà các bạn cần phải làm là dương thẳng hai tay ra theo chiều ngang, sau đó các bạn xoay tròn cho đến khi hơi chóng mặt. Một điều mà các bạn phải lưu ý đó là xoay tròn từ trái sang phải. Nói cách khác, nếu các bạn để cái đồng hồ ở trên sàn nhà trước mặt bạn thì các bạn phải quay theo chiều của kim đồng hồ. Hầu hết những người lớn tuổi chỉ có thể xoay khoảng 6 lần trước khi cảm thấy chóng mặt. Vì mới bước vào luyện tập, tôi khuyên các bạn không nên vượt quá 6 vòng quay. Sau đó, nếu cảm thấy chóng mặt thì các bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống để cho nó vơi đi. Lúc đầu tôi cũng đã từng làm như thế. Nói tóm lại, để bắt đầu các bạn chỉ nên thực hành thức thứ nhất này cho đến khi hơi cảm thấy chóng mặt, rồi dần dần sau khi đã luyện tập cả 5 thức, các bạn có thể xoay tròn nhiều vòng hơn mà không cảm thấy chóng mặt. Ngoài ra, để giảm thiểu sự chóng mặt,
các bạn cũng có thể lo theo cách thức của các vũ công. Trước khi bắt đầu quay, các bạn hãy tập trung tầm nhìn vào một điểm duy nhất ở trước mặt. Và khi khởi sự quay, hãy hướng ánh mắt về cái điểm đó càng lâu càng tốt. Cuối cùng, các bạn sẽ phải rời nó khỏi tầm mắt để cho đầu bạn có thể cùng xoay theo thân. Khi điều này xảy ra, các bạn hãy xoay đầu thật nhanh, hầu có thể hướng tầm mắt càng sớm càng tốt về cái điểm đó. Chính cái điểm chuẩn này giúp cho các bạn đỡ chóng mặt và không bị lúng túng. Ở Ấn Độ, không ai ngạc nhiên khi trông thấy các tu sĩ Hồi giáo không ngớt xoay tròn trong các vũ điệu tôn giáo của họ. Sau đó, khi đã thụ giáo của Đạt Ma về thức tập thứ nhất này, tác giả bỗng nhớ lại hai điều có liên quan đến thức tập này. Một là các tu sĩ này luôn xoay mình theo một hướng, tức là từ trái sang phải, hoặc nói khác hơn là xoay theo chiều kim đồng hồ. Hai là những tu sĩ già, vốn thường xuyên phải xoay mình trong các nghi lễ, thường có vẻ khỏe mạnh và tráng kiện hơn những người cùng với lứa tuổi của họ. Khi chúng tôi nêu ra vấn đề này với Đạt Ma, ngài đã giải thích rằng cái động tác xoay người này có một tác dụng rất thú vị, nhưng đồng thời nó cũng mang tính cách tác hại. Ngoài ra, ngài cũng cho biết sự xoay tròn thái quá đã kích thích quá mức một số những luân xa, đến nỗi cuối cùng chúng bị cạn kiệt. Điều này đưa đến hệ lụy là trước tiên làm tăng nhanh dòng trôi chảy của prana, tức là nguồn sinh lực chủ yếu của sự sống, và rồi làm bế tắc nó. Các hành động xây dựng rồi xé toạc này khiến cho các giáo sĩ Hồi giáo phải nếm trải một trạng thái chấn động tâm thần và khiến cho họ đi lệch ra khỏi con đường của tôn giáo và tinh thần. Nhưng các Lạt Ma thì không bao giờ đưa thức xoay mình đến chỗ thái quá. Trong khi các giáo sĩ Hồi giáo có thể xoay mình 100 lần, thì các Lạt Ma chỉ thực hành nó khoảng 10 lần hoặc nhiều hơn đôi chút, vừa đủ đưa các luân xa vào hoạt động mà thôi. Thức tập thứ hai. Tiếp theo thức tập thứ nhất là thức thứ hai, và mục tiêu của thức này là nhằm kích thích hơn nữa 7 luân xa. Thức tập này cũng đơn giản như thức tập thứ nhất. Trong thức này, người tập phải nằm dài trên sàn, mặt ngẩng lên. Tốt nhất, các bạn nên nằm trên một tấm thảm dày hoặc một tấm đệm bằng phẳng. Các Lạt Ma thực hành nghi thức này trên một tấm thảm mà người Tây Phương thường gọi là thảm cầu kinh, thảm làm bằng len khá dày, và mục đích của nó là để ngăn không cho cơ thể bị thấm nhiễm bởi cái lạnh của sàn nhà. Một khi các bạn đã nằm duỗi lưng thẳng người, hãy buông hai cánh tay dọc theo hông, gan bàn tay úp xuống sàn, giữ cho các ngón tay sát vào nhau. Tiếp đó, các bạn hãy nhấc đầu lên, thu cẳng vào ngực. Trong khi làm như thế, nhấc hai cẳng chân lên, đầu gối thẳng trong tư thế thẳng đứng. Nếu có thể, các bạn hãy để hai chân vươn ngược lên trên thân về phía đầu, nhưng phải giữ cho hai gối thật thẳng. Rồi từ từ thả đầu và hai cẳng chân xuống sàn trong khi đầu gối vẫn giữ thẳng. Hãy thư giãn toàn bộ các cơ bắp, sau đó thực hành lại thức tập này. Trong khi thực hành, các bạn hãy tuân theo nhịp thở như sau: hít vào thật sâu khi bạn nhấc đầu và hai cẳng lên, thở ra toàn bộ khi bạn hạ đầu và hai chân xuống. Giữa những lần tập, trong khi các bạn thư giãn các cơ bắp, các bạn vẫn tiếp tục hít thở theo nhịp như vừa kể, càng hít thở sâu thì càng tốt. Nếu không thể giữ cho hai đầu gối được thật thẳng, thì các bạn có thể cong chúng theo mức độ cần thiết. Tuy vậy, nếu các bạn tiếp tục luyện tập thức này, thì hãy cố để giữ cho hai đầu gối càng thẳng càng tốt. Một vị Lạt Ma đã kể với tôi rằng, khi lần đầu tiên ngài thực hành thức tập luyện này, ngài đã quá già yếu và bị phụ, đến nỗi ngài không thể nhấc được hai chân trong tư thế thẳng. Vì thế, ngài bắt đầu bằng cách đưa hai chân lên trong tư thế cong. Và với tư thế đó, đầu gối của ngài thẳng tắp, nhưng hai chân thì tỏng teo. Thế rồi từ từ, từng chút một, ngài có thể dương thẳng chân ra. Và 3 tháng sau đó, ngài đã có thể dương thẳng chúng một cách dễ dàng. Vị Lạt Ma lạ lùng này đã mang lại cho chúng ta khá nhiều ngạc nhiên. Khi kể lại chuyện đó, ngài là một người hoàn toàn tươi trẻ và khỏe mạnh, tuy biết rằng ngài đã khá lớn tuổi. Một trong những niềm vui của ngài là phấn đấu vác một thúng rau tươi nặng khoảng vài trăm cân Anh từ vườn để lên tu viện ở trên núi cao cách đó vài trăm phút. Ngài vác đi như thế, không nóng vội nhưng đồng thời cũng không dừng chân nghỉ. Và khi đến nơi, ngài chẳng có vẻ gì là hụt hơi.
Một lần khi tôi cố theo ngài để ngược lên tu viện, tôi đã phải dừng lại ít nhất là 12 lần để thở. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng có thể di chuyển dễ dàng như ngài mà chẳng cần dùng đến chiếc gậy nữa. Nhưng đây là chuyện khác. Thức tập thứ ba. Thức thứ ba này cần phải được thực hành ngay sau thức thứ hai. Tựa như thức trước, thức này cũng rất đơn giản. Tất cả những gì mà quý bạn phải làm là quỳ gối trên sàn nhà và giữ cho thân mình thẳng đứng, hai bàn tay áp sát vào đùi, sau đó nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực. Tiếp đến, ngửa đầu và cổ ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời ngả người ra sau, cong hẳn cột sống. Khi cong mình như thế, các bạn cứ bám cánh tay và bàn tay lên đùi để làm điểm tựa. Cong người xong, hãy trở về với tư thế cũ và lặp lại toàn bộ thức thứ ba này thêm một lần nữa. Cũng tựa như thức thứ hai, ở thức thứ ba này, chúng ta cũng phải điều hòa nhịp thở đúng như quy định. Quý bạn phải hít vào thật sâu khi cong cột sống và thở ra khi quay về với tư thế thẳng đứng. Hít thở sâu là điều rất hữu ích, vì như thế các bạn có thể đưa không khí vào buồng phổi càng nhiều càng tốt. Tác giả đã từng trông thấy cảnh 200 vị lạc ma đồng loạt luyện thức này để điều tâm, hay nói khác hơn là tập trung tư tưởng. Tất cả đều nhắm mắt lại để loại bỏ những ràng buộc của thế giới ở bên ngoài và có thể tập trung vào chính mình. Từ hàng ngàn năm trước, các lạc ma đã hiểu rằng mọi lời giải đáp cho những bí ẩn khôn ngộ đều được tìm thấy ở bên trong chính mình. Họ đã phát hiện rằng tất cả những tính chất đã kết hợp lại để tạo thành đời sống chúng ta đều khởi phát từ bên trong cá nhân con người. Đây là một quan điểm mà người phương Tây chẳng thể nào am hiểu, bởi theo họ thì đời sống vốn được khuôn đúc bởi những lực không thể nào kiểm soát được của thế giới vật chất. Chẳng hạn như hầu hết những người phương Tây đều cho rằng cơ thể của con người không tránh được phải lão hóa và suy thoái, vì đó là quy luật tự nhiên của thực tế. Vậy mà khi hướng tầm nhìn vào nội giới, các vị lạc ma hiểu rằng điều đó chỉ là một ảo tưởng nhằm để tự an ổn chính mình mà thôi. Các lạc ma, nhất là các ngài đang sống trong tu viện mà tôi được may mắn đặt chân đến, đã cống hiến cho thế giới một điều vĩ đại, và điều này được thực hiện trên tầm mức hoàn cụ. Từ tầm mức này, họ vượt lên trên những chuyển động của thế giới vật lý để có thể quan sát và theo dõi loài người trên toàn thế giới, hầu mang đến cho nó nhiều tốt đẹp. Thức tập thứ tư. Lần đầu tiên thực hành thức thứ tư này, chúng ta cảm thấy rất khó khăn, nhưng rồi một tuần lễ sau, nó trở nên đơn giản như những thức khác. Trước tiên, các bạn hãy ngồi xuống trên sàn nhà, hai cặp chân duỗi ra phía trước, hai bàn chân đặt cách nhau khoảng 20 cm, gan hai bàn tay úp xuống sàn dọc theo mông, sau đó thu cầm về phía trước ngực. Tiếp đến, các bạn hãy ngả đầu ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời nhấc thân mình lên sao cho đầu gối cong lại trong khi hai cánh tay trở nên thẳng đứng. Với tư thế này, thân mình trở thành song song với sàn nhà và thẳng tóc với hai cánh tay và hai cặp chân. Rồi bạn hãy gồng căng mọi cơ bắp của cơ thể. Cuối cùng, khi quay trở lại với thế ngồi ban đầu, các bạn hãy thư giãn các cơ bắp và nghỉ một lúc trước khi lặp lại các động tác của thức tập. Cũng vậy, thở là điều quan trọng trong thức tập này. Bạn hãy hít vào thật sâu khi nhấc thân mình lên và thở ra thật dài hơi khi bạn hạ người xuống. Tiếp tục duy trì nhịp thở này khi bạn ngơi nghỉ giữa hai lần. Sau khi rời tu viện, chúng tôi đã chu du qua một số đô thị lớn của Ấn Độ, và để thử nghiệm, tác giả và chúng tôi đã mở một số lớp để hướng dẫn năm thức tập thể dục này cho những người Anh cũng như dân bản xứ. Chúng tôi nhận thấy những người lớn tuổi trong cả hai nhóm này đều cho rằng họ không tài nào thực hành thức thứ tư bởi vì họ đã quá già. Đây là ý nghĩ sai lầm và đồng thời khiến cho chúng tôi phải khó khăn khi thuyết phục họ. Cuối cùng, tác giả và chúng tôi khuyên họ hãy làm tất cả những gì có thể trong vòng một tháng để xem tiến triển như thế nào, và lời khuyên này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn sự dự đoán. Chúng tôi còn nhớ có lần tác giả và chúng tôi hướng dẫn một lớp có một số ít người lớn tuổi, và khi chuyển sang thức thứ tư này, những người đó hầu như không thể nhấc thân mình lên khỏi sàn và đương nhiên không thể đạt tới tư thế song song với sàn nhà. Cũng tại lớp này, có một số người trẻ đã thực hiện động tác này một cách dễ dàng ngay trong buổi đầu tiên. Điều này làm cho những người cao niên cảm thấy chán nản
nên vì thế phải tách thành hai nhóm. Tác giả và chúng tôi đã phải giải thích cho những người cao tuổi rằng lần đầu tiên khi tập thức thứ tư này, chúng tôi cũng chẳng hơn gì họ. Nhưng giờ đây, tôi có thể thực hành liên tục 50 lần thức này mà không hề thấy mệt mỏi hay bị căng thẳng cơ bắp. Và để chứng minh cho điều đó, chúng tôi đã thực hành ngay trước mắt của họ. Kể từ đó, những người cao tuổi đã đạt được những tiến bộ vượt mức. Các bạn phải nhớ rằng, sự khác biệt giữa trẻ trung và già nua, giữa khỏe mạnh và bệnh hoạn, chỉ đơn giản tùy thuộc ở tốc độ quay của đốn xa. Đưa tốc độ quay của đốn xa về với chuẩn mực thông thường của nó, thì một người già nua lại có thể trở nên trẻ trung và khỏe mạnh. Thức tập thứ năm. Khi thực hành thức thứ năm, thân mình của bạn phải hướng xuống đất, được chống đỡ bởi hai tay, gan bàn tay áp xuống sàn và các ngón chân ở trong tư thế căm lại. Với thức tập này, các bạn phải đặt hai bàn tay và hai chân cách nhau khoảng 60 cm, trong khi cánh tay và cẳng chân phải giữ thẳng. Để bắt đầu, các bạn hãy chống hai tay thẳng đứng xuống sàn và cong cột xương sống sao cho thân mình ở trong tư thế lún xuống. Tiếp đó, ngả đầu ra phía sau càng xa càng tốt, rồi cong ở phần hông và đưa thân mình lên trên để tạo thành hình chữ V ngược. Đồng thời, các bạn hãy đưa cằm tới trước và áp sát vào ngực. Tất cả chỉ có thế. Thực hành xong, các bạn trở lại với tư thế ban đầu và lặp lại toàn bộ thức tập này. Sau tuần lễ đầu tiên, thông thường các bạn sẽ thấy đây là một trong những thức dễ tập nhất. Một khi đã thuần thục rồi, các bạn để cho thân mình rơi xuống tới một điểm hầu như là chạm sàn nhà, nhưng không hoàn toàn chạm hẳn. Hãy gồng căng các cơ bắp trong một lúc, kể cả khi thân bạn đang ở điểm cao cũng như khi hạ xuống thấp. Tiếp tục hít thở sâu như đã áp dụng trong những thức trước đây. Hãy hít vào thật sâu khi bạn nâng người lên và thở ra hết khi bạn hạ người xuống. Bởi vì ở bất cứ nơi đâu, khi truyền đạt những thức tập này thì trước tiên người ta thường cho rằng chúng giúp làm giãn cơ bắp và các khớp bị sơ cứng, đồng thời giúp cho các cơ bắp trở nên rắn chắc. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của những thức tập này là đưa tốc độ quay của các đuôn xa về những chuẩn mực thông thường, có nghĩa là phù hợp với tốc độ quay của các đuôn xa của một người khỏe mạnh ở độ tuổi 25. Trong con người, tất cả các đuôn xa đều có cùng một tốc độ xoay. Mặt khác, nếu các bạn có thể trông thấy 7 đuôn xa của một người ở tuổi trung niên, nam hoặc nữ, thì các bạn sẽ hiểu ngay rằng tốc độ quay của một số các đuôn xa trong cơ thể của họ đã bị chậm lại rất nhiều. Tất cả chúng đều xoay với những tốc độ khác nhau, và chẳng có đuôn xa nào có thể cùng vận hành một cách nhịp nhàng và hài hòa với đuôn xa khác. Đuôn xa quay chậm sẽ làm cho phần cơ thể nơi nó tập trung suy thoái, trong khi đuôn xa quay nhanh tạo ra sự lo lắng, buồn chồn, căng thẳng và mệt mỏi. Vì thế, sự hoạt động bất thường của các đuôn xa mang lại sự suy yếu, bệnh hoạn và già nua. Để bắt đầu, trong tuần lễ thứ nhất, chúng tôi khuyên quý bạn nên thực hành mỗi ngày một buổi với 3 lần cho mỗi thức tập. Rồi trong những tuần lễ kế tiếp, gia tăng thêm 2 lần các buổi tập, cho đến khi mỗi ngày các bạn có thể thực hiện được 21 lần cho mỗi thức. Nói cách khác, trong tuần lễ thứ hai, hãy thực hành 5 lần cho mỗi thức. Tuần lễ thứ ba, 7 lần. Tuần lễ thứ tư, 9 lần. Và cứ như thế tiếp tục. Như vậy, trong khoảng thời gian khoảng 10 tuần, các bạn đã có thể thực hiện được đầy đủ 21 lần mỗi ngày cho toàn bộ 5 thức. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc thực hành thức thứ nhất, xoay tròn theo cùng một số lần với những thức khác, thì như thế bạn có thể chia ra làm nhiều lần để thực hành, sao cho đủ 21 lần mà không phải bị chóng mặt. Và chúng tôi tin rằng cuối cùng các bạn cũng có thể xoay tròn 21 lần như đã định. Chúng tôi biết có một người đã thực hiện những thức này trong hơn một năm tầm giá trước khi có thể xoay tròn nhiều lần như đã quy định ở thức thứ nhất. Ông ta có thể dễ dàng thực hành những thức khác, nhưng với thức xoay tròn này thì tiến rất chậm và phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể thực hiện được 21 lần xoay trong cùng một lúc. Và sau đó, ông đã đạt được những thành quả mỹ mãn. Tuy vậy, cũng có những người không hề cảm thấy khó khăn khi xoay tròn. Thông thường,
họ là những người đã bỏ qua thức thứ nhất này để thực hành bốn thức còn lại trong vòng 3 đến 6 tháng, và rồi họ nhận ra rằng mình có thể bắt đầu với thức thứ nhất. Câu hỏi đặt ra kế tiếp là: vậy thì ta nên tập luyện những thức này vào lúc nào ở trong ngày? Chúng tôi xin trả lời: quý bạn có thể thực hành vào buổi sáng hoặc buổi tối, tùy theo giờ rất thuận tiện. Riêng với chúng tôi thực hành trong cả hai buổi, sáng và tối. Nhưng vì bạn là người mới tập tễnh bước vào con đường tập luyện, cho nên tôi không muốn thôi thúc các bạn. Sau khi đã tập luyện những thức này được 4 tháng, các bạn có thể bắt đầu dành thời gian để thực hành nhiều lần vào buổi sáng. Vào buổi tối, bạn chỉ thực hành 3 lần cho mỗi thức. Hãy tuần tự gia tăng số lần tập luyện như các bạn đã làm trước đó, cho đến khi thực hành đủ 21 lần. Các bạn không cần phải thực hành những thức này nhiều hơn 21 lần vào buổi sáng cũng như buổi tối, trừ phi các bạn cảm thấy thực sự bị thôi thúc bởi sự tập luyện. Hỏi: tất cả những thức thực tập này đều có tầm mức quan trọng ngang nhau sao? Trả lời: đúng như vậy. 5 thức tập này liên kết với nhau để tác động lên cơ thể của bạn và